Con bé ơi, ôi trời ơi, trông buồn cười quá. Các bác ơi, các bác đừng cười con nha. Con đi về đi vào giữa trưa nắng, cho nên là con bị mệt. Con bị mệt cho nên là con phải uống một viên thuốc cảm xuyên hương. Con phải uống 10 viên B1 nha. Sau rồi con uống sữa Úc nha. Và đến bây giờ thì con cũng đỡ mệt một tí rồi. Con bắt đầu ra đây con nghịch con chơi đó. Chứ không nha, chút chiều con nằm bẹp luôn. Các bác thấy bộ lông của con nó bị bết ấy là bởi vì là con uống thuốc đi ạ. Mẹ con chấp nhận nhỉ, xấu tí được không cháu?